Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video review sản phẩm mới của Aika. Và nhân vật chính của chúng ta trong ngày hôm nay đó chính là Android Box Aika Eleview D5 Lite. Như các bạn đã biết là Aika đã quá nổi tiếng với bản D5 và D5 Premium. So với bản D5 Lite lần này thì vẫn giữ được hầu hết các tinh túy từ hai người đàn anh đi trước. Cảnh báo tốc độ dùng chung với Google Maps, nghe nhạc không quảng cáo Aika Entertainment ngay trên màn hình chính. Và hãy cùng mình lên xe để trải nghiệm ngay nhé. Các bạn có thể thấy là thiết kế của D5 Lite rất là nhỏ gọn. Chỉ cần cắm dây, ngay lập tức màn hình zin sẽ biến thành màn hình Android. Hiển thị các thông tin cơ bản ngay trên màn hình chính với giao diện được tối ưu hơn, gam màu tối giản mà vẫn dễ nhìn. Widget lớn nhất được hiển thị ngay trên màn hình chính là dẫn đường Google Maps. Trên đó là sẽ có cảnh báo tốc độ Aika Z-Speed được đặt ở ngay trên. Nói qua một chút về ứng dụng rất nổi tiếng của Aika, đó là Aika Z-Speed ở trên D5 Lite. Thì đây là một phần mềm cảnh báo tốc độ dùng chung với Google Maps. Bạn đã đi quá tốc độ giới hạn. Đấy, chỉ cần vượt quá tốc độ một chút thôi là Aika Z-Speed sẽ cảnh báo ngay. Và gần đây được tích hợp thêm tính năng là cảnh báo camera phạt nguội. Bạn đang đến khu vực có camera giám sát. Thì nhìn không khác gì cảnh báo tốc độ dùng với chính Google Maps. Aika Z-Speed thì hoạt động rất là linh hoạt. Dù bạn có đang ấn vào ứng dụng nào thì Aika Z-Speed vẫn luôn hiện ở đây để hỗ trợ người lái an toàn. Ở bên cạnh đó chính là Widget nghe nhạc không quảng cáo Aika Entertainment. Aika Entertainment là một ứng dụng độc quyền của Aika, được chia tab rất là rõ ràng, thuận tiện trong quá trình sử dụng. Và ba Widget phụ thể hiện những thông tin cơ bản cho người lái xe cần, ví dụ như là ngày, giờ, tốc độ di chuyển của xe và những ứng dụng cần thiết cho người dùng. Ngoài ra thì không thể thiếu tính năng điều khiển bằng giọng nói AKV, nghe nhạc sơn tùng, mở nhạc sơn tùng. Android Box Aika Eleview D5 Lite có cấu hình là RAM 4GB và ROM là 64GB, dùng hệ điều hành Android 13. Đây các bạn có thể thấy là lướt, cảm ứng rất là mượt mà, không bị chậm hay là lag. Khi mua D5 Lite trong thời gian này, các bác sẽ được tặng phần mềm bản quyền của Aika trong vòng 2 năm và SIM data mobile Aika trị giá 1.200.000 đồng. Sản phẩm được bảo hành trong vòng 18 tháng. So với một sản phẩm nhỏ gọn và đầy đủ các tính năng cho người lái xe ngay trên màn hình chính và đặc biệt là chi phí cực kỳ hợp lý, thì Android Box Aika Eleview D5 Lite sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác tài. Liên hệ ngay Aika để mua hàng ngay hôm nay nhé.